Xin chào các bạn đã quay lại với channel của Tiên Giáo Dục. Hôm nay tiếp tục với chuỗi series tìm hiểu thông tin các trường đại học cao đẳng trong cả nước. Ở số thứ 11 này, chúng ta cùng nhau đồng hành đến vùng Nam Trung Bộ để tìm hiểu thông tin các trường đại học cao đẳng tại tỉnh Bình Định nhé. Now let's go. Theo thông tin tham khảo, trong năm 2021, tại tỉnh Bình Định có 5 trường đại học cao đẳng gồm Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Quang Trung, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Trường Cao đẳng Trung Bộ và Trường Cao đẳng Y tế Bình Định. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu một số thông tin về các trường nhé. Một, Trường Đại học Quy Nhơn là trường đào tạo công lập, nhà trường đào tạo ở các hệ đại học, sau đại học, liên thông và tại chức, địa chỉ 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Trong năm 2021, nhà trường đào tạo ở 45 ngành, sau đây là các ngành đào tạo của nhà trường. Học phí dự kiến năm học 2021-2022 khoảng 12 triệu đến 15 triệu đồng trên một năm. Các ngành sư phạm thực hiện theo chính sách của nhà nước. Các ngành khoa học xã hội, nhân văn, kinh tế, ngoại ngữ, hệ 4 năm khoảng 12 triệu đồng trên một năm. Các ngành khoa học tự nhiên, du lịch, công nghệ thông tin 4 năm khoảng 14 triệu đồng trên một năm. Các ngành kỹ sư 4,5 năm khoảng 15 triệu đồng trên một năm. Hai, Trường Đại học Quang Trung là trường đào tạo ngoài công lập, nhà trường đào tạo ở các hệ đại học, sau đại học, liên thông, văn bằng 2, địa chỉ 327 đường Đào Tấn, phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Trong năm 2021, nhà trường đào tạo ở 13 ngành, sau đây là các ngành đào tạo của nhà trường. Học phí dự kiến năm học 2021-2022, nhà trường sẽ thu ở mức 12 triệu 600 nghìn đồng trên một năm. 3. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn là trường đào tạo công lập, nhà trường đào tạo các hệ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và liên thông, địa chỉ số 172 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Trong năm 2021, nhà trường đào tạo ở 31 ngành, sau đây là các ngành đào tạo của nhà trường như sau. Học phí dự kiến năm học 2021-2022, nhà trường sẽ thu ở mức 10 triệu đến 12 triệu đồng trên một năm. Các bạn sinh viên theo học các ngành cắt gọt kim loại, hàn, chế tạo thiết bị cơ khí sẽ được miễn giảm 70% học phí. Còn đối với các bạn tốt nghiệp trung học cơ sở khi theo học tại trường sẽ được miễn giảm 100% học phí. Còn đối với hệ trung cấp được hưởng chế độ miễn giảm học phí và hỗ trợ học tập theo quy định của chính phủ. 4. Trường Cao đẳng Trung Bộ là trường đào tạo công lập, nhà trường đào tạo ở các hệ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và liên thông, địa chỉ khu phố 8, Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn. Trong năm 2021, nhà trường đào tạo ở 19 ngành, sau đây là các ngành đào tạo của nhà trường như sau. Học phí dự kiến năm học 2021-2022, nhà trường sẽ thu ở mức 8 triệu đến 9 triệu đồng cho một năm. Đối với các nghề, hàng, kỹ thuật xây dựng, vận hành máy thi công nền, bảo vệ thực vật sẽ được miễn giảm 70% học phí. Năm, Trường Cao đẳng Y tế Bình Định là trường đào tạo ở hệ công lập, nhà trường đào tạo ở các hệ trung cấp, cao đẳng, địa chỉ số 130 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Trong năm 2021, nhà trường đào tạo ở 4 ngành gồm ngành dược, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học. Học phí dự kiến năm học 2021-2022 khoảng 11 triệu 400 nghìn đồng trên một năm.
Vừa rồi là thông tin các trường đại học cao đẳng tại tỉnh Bình Định trong năm 2021. Nếu các bạn còn thắc mắc hoặc góp ý thì đừng ngần ngại comment dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Các bạn đừng quên nhấn like và share cũng như đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé.